bà Trương Mỹ Lan bị tuyên án tử hình, buộc bồi thường gần 27 tỷ đô la. Ông Vương Đình Huệ mời Huawei đến đầu tư ở Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Vatican. Israel mở cửa khẩu mới ở Bắc Gaza để nhận viện trợ nước ngoài và Jordan. Nhà máy điện lớn gần Kiev bị Nga tấn công. Tướng Ukraine nói, lực lượng Nga đông hơn quân Ukraine 7 đến 10 lần ở miền đông. Akebono, nhà vô địch sumo gốc nước ngoài đầu tiên, qua đời ở tuổi 54. Đức, micro robot đầu tiên trên thế giới với tiềm năng mới, điều trị ung thư. Bà trùm bất động sản Trương Mỹ Lan đã bị tòa án tuyên án tử hình cho hành vi rút ruột ngân hàng SCB, đồng thời bị buộc phải bồi thường hơn 25 tỷ đô la cho ngân hàng này, truyền thông trong nước đưa tin. Bản án vừa được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên vào chiều ngày 11 tháng 4, sau hơn một tháng xét xử đối với bà Lan cùng 85 đồng phạm khác. Bà Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã bị xét xử về 3 tội danh: vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đưa hối lộ và tham ô tài sản. Theo Tuổi Trẻ, nữ tỷ phú bất động sản bị tuyên tử hình cho tội tham ô và hai mức án 20 năm tù cho hai tội danh còn lại. Tổng hợp hình phạt của bà Lan là tử hình. Khi nghe mình bị án tử hình, bà Lan đã loạng choạng và được cảnh sát dìu đỡ, nhưng sau đó đã bình tĩnh trở lại để nghe hết nội dung tuyên án, theo tường thuật của trang mạng VN Express. Trong phần tuyên án được trang mạng này dẫn lại, tòa tuyên bà mức án cao nhất vì sai phạm của bà có thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, xảy ra trong thời gian dài với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, và bản thân bà Lan là người cầm đầu. Tòa cho rằng hành vi của bà Lan đã đẩy SCB vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, xói mòn niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, theo bản án được VN Express dẫn lại. Ngoài bản án tử hình, bà Lan và các đồng phạm có trách nhiệm hình sự phải bồi thường 498.000 tỷ đồng, tức gần 20 tỷ đô la cho ngân hàng SCB. Tuy nhiên, nếu tính theo trách nhiệm dân sự, thì số tiền bà Lan phải bồi thường là hơn 673.800 tỷ đồng, tương đương 27 tỷ đô la theo thời giá hiện nay, theo VN Express. Ngoài bà Lan bị án tử hình, có 4 bị cáo khác bị tuyên án chung thân, bao gồm bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, cùng với 3 cựu lãnh đạo SCB qua các thời kỳ là các ông Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch đang trốn lệnh truy nã, Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch và Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc. Riêng chồng bà Lan, ông Chu Lập Cơ, người Hồng Kông, và cháu gái bà Trương Huệ Vân nhận các mức án lần lượt là 9 và 17 năm tù. Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đã mời tập đoàn Huawei của Trung Quốc nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Huawei có thể tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong các ngành công nghiệp, trong đó có nghiên cứu phát triển các sản phẩm công nghệ cao. Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Huệ nói với Chủ tịch tập đoàn Huawei Lương Hoa khi phái đoàn của nhà lãnh đạo Việt Nam thăm trung tâm nghiên cứu và phát triển của tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc hôm 8 tháng 4. Ông Huệ nói rằng Việt Nam đang thu hút các tập đoàn lớn, trong đó có Huawei, tham gia đóng góp vào quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật. Các trang báo của Việt Nam dẫn lời ông Lương Hoa nói rằng Huawei sẵn sàng cống hiến nhiều hơn nữa cho các lĩnh vực hợp tác với Việt Nam như xây dựng mạng 5G, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin. Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Vatican đang ở thăm Việt Nam, rằng nhà nước Việt Nam theo đuổi chính sách nhất quán, tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Khi tiếp nhà ngoại giao hàng đầu của Tòa Thánh Vatican hôm 10 tháng 4, ông Chính bày tỏ hy vọng người Công giáo Việt Nam phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước, giáo dân tốt là công dân tốt, sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng và chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Về phần mình, Tổng giám mục Gallagher nói, ông tin rằng với sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại chân thành, mối quan hệ sẽ đạt được tiến bộ mới. Hay ông chia sẻ quan điểm về sự cần thiết phải thúc đẩy các cuộc tiếp xúc cấp cao,
trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Đức Giáo Hoàng Francisco trong thời gian tới. Trang La Croix International hôm 10 tháng 4 dẫn lời các nhà quan sát cho rằng chuyến thăm Việt Nam 5 ngày của Tổng giám mục Gallagher đánh dấu một bước nữa hướng tới việc chính thức khôi phục mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican và Việt Nam, vốn đã bị cắt đứt vào năm 1975 sau khi chính quyền Cộng sản thống nhất đất nước và trục xuất Sứ thần Giáo Hoàng. Tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An có quần thể di tích gồm đền thờ, lăng mộ về võ tướng Nguyễn Huỳnh Đức, là một trong những công thần khai quốc của Hoàng đế Gia Long. Năm Minh Mạng thứ 12, ông được truy tặng là kiến xương quận công. Ông cũng anh dũng đó, hồi xưa cũng là giỏi giang rồi với trung với nước đó. Thành ra người ta tôn trọng dữ lắm. Ông ngày xưa là ông là ngồi xưa với vua mà. Gia Long á là hồi xưa ông ngồi xưa với vua là 22 vị phò mã. Lăng mộ tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức được xây dựng năm 1817 và vẫn gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay. Nhiều người người ta cũng ví dụ như học sinh tổ chức lại tham quan, cũng như là ở thành phố chỗ này chỗ kia lại xe du lịch tới tham quan vậy đó, cũng như mùa hè hay là quẩy lộc gì đó, cũng tới đông lắm. Điều ngày thường thí dụ như người ta tin tưởng ông, người ta kính trọng ông, người ta vô ta đốt nhang, người ta thăm viếng. Sau nấm mộ này là bình phong hậu. Trên bức bình phong hậu có bài minh văn, tương truyền nội dung minh văn do chính vua Gia Long ngự phê để ghi nhớ công lao của vị đại thần. Và người dân nơi đây tự hào là con cháu xứ sở tướng Nguyễn Huỳnh Đức. Đây là cũng như con cháu của ông không à? Ta không phải là con cháu, nhưng mà ta cứ coi là con cháu thôi. Còn tôi là con cháu, tôi là cháu 8 đời. Ở đây thì dân đã tín ngưỡng dữ lắm, là có tin tưởng cái gì cũng được hết á. Ông Nguyễn Huỳnh Đức là hổ tướng của triều Nguyễn Ánh. Khi ông mất thì oai linh vẫn được truyền tụng. Phong tục của ông bà mình hồi xưa để lại cho con cháu sau này thì cái lễ mỗi năm hàng năm thì mình lại đặng mình cúng kiến, mình vái cũng như ông linh, cũng như phù hộ cho bá tánh đồ, con cháu đồ nó bình an vậy đó. Đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức có đặt hương án sơn son thép vàng chạm rồng phụng hoa lá. Phía trên có bức họa truyền thần tiền quân Nguyễn Huỳnh Đức được vẽ năm 1802. Toàn bộ khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1993. We are constructing the Northern Crossing, a new land crossing from Israel into Northern Gaza. Israel đang xây dựng một tuyến đường bộ mới vào dải Gaza, được thiết kế chủ yếu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ nhân đạo từ nước ngoài hoặc nước láng giềng Jordan. Theo lời phát ngôn viên quân sự Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, ngày 11 tháng 4 cho biết, sau cuộc tấn công xuyên biên giới của phe Hồi giáo Hamas cầm quyền ở Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Israel đã tham chiến và cắt đứt nguồn cung cấp từ hoặc qua lãnh thổ của mình đến vùng đất ven biển nghèo khó. Một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng đã gây áp lực lên Israel từ các đối tác phương Tây và Ả Rập, buộc phải làm nhiều hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận viện trợ. Sau nhiều tháng, nước này tìm cách chuyển gánh nặng sang Ai Cập, quốc gia cũng có biên giới với Gaza. Israel đã dần dần mở lại hai cửa khẩu hàng hóa đã được thiết lập và lập một cửa khẩu mới trên biên giới của mình. Và tuần trước, họ tuyên bố sẽ tiếp nhận các chuyến hàng viện trợ đến Gaza tại cảng Ashdod phía nam của họ. Trong một tuyên bố bằng video, ông Hagari cho biết Israel sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế để đưa các chuyến hàng viện trợ qua cảng biển ở Ashdod, cách đó 40 km, sau đó sẽ được đưa xuống các cửa khẩu vào Gaza. Cửa khẩu mới được cho là sẽ thúc đẩy việc vận chuyển hàng viện trợ bằng đường bộ từ Jordan tới phía đông Israel. Ông Hagari cho biết thêm, Israel cũng đã giúp thiết lập một hành lang hàng hải để chuyển hàng viện trợ trực tiếp tới Gaza bằng đường biển và mở không phận cho các máy bay nước ngoài thả dù để viện trợ cho người Palestine. Đã có sự bất đồng giữa Israel và Liên Hiệp Quốc về số lượng viện trợ đến Gaza, nơi có 2,3 triệu người, hầu hết là người vô gia cư. Một phần trong số đó phải đối mặt với nạn đói và nơi cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá và dịch bệnh lan rộng.
phi đạn và máy bay không người lái của Nga đã phá hủy một nhà máy điện lớn gần Kiev vào ngày 11 tháng 4, gia tăng áp lực lên hệ thống năng lượng đang bị bao vây khi Ukraine cạn kiệt hệ thống phòng không. Cuộc tấn công lớn trong hơn 2 năm kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện chạy bằng than Tripiska gần thủ đô, theo lời một quan chức cấp cao của công ty điều hành cơ sở này nói với Reuters. Các đoạn video mà Reuters thu được cho thấy cơ sở lớn thời Liên Xô đang bốc cháy và khói đen bốc ra từ đó. Reuters đã có thể xác nhận vị trí là nhà máy điện Tripiska dựa trên đặc điểm của các tòa nhà và hàng cây khớp với hồ sơ và hình ảnh vệ tinh của khu vực. Lực lượng Nga đông hơn quân đội Ukraine từ 7 đến 10 lần ở các khu vực phía đông, theo lời tướng Yuri Sudol của Ukraine phát biểu trước Quốc hội ngày 11 tháng 4. Ông Sudol, người đang chỉ huy quân đội ở các vùng Kharkiv, Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine cho biết. Kẻ thù đông hơn chúng tôi từ 7 đến 10 lần. Chúng tôi thiếu nhân sự. Quốc hội Ukraine ngày 11 tháng 4 đã thông qua dự luật sửa đổi các quy định về động viên khi Kiev cố gắng tạo ra nhân lực mới để luân chuyển lực lượng đang kiệt sức chống lại quân xâm lược Nga. Dự luật phải được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký trước khi trở thành luật. Akebono, một đồ vật sumo gốc Mỹ, người đã trở thành nhà đại vô địch đầu tiên không phải người Nhật, hay còn gọi là Yokozuna, qua đời vì suy tim trong tháng này tại Tokyo, theo Hiệp hội Sumo cho biết ngày 11 tháng 4. Ông thọ 54 tuổi. Người giành được 11 chức vô địch, nhiều thứ 10 trong lịch sử sumo hiện đại. Akebono có thể hình to lớn với chiều cao 203cm và nặng 233kg. Phong cách song đấu của ông là dựa vào kích thước to lớn của mình để đẩy đối thủ ra khỏi vòng tròn. Sinh ra dưới tên Chad George Haihio Rowan ở Hawaii, Akebono là một vận động viên bóng rổ đại học được người đứng đầu một trường đào tạo sumo Nhật Bản, cũng là người Hawaii, tuyển dụng. Ông bước vào thế giới sumo vào năm 1988 và lên đến thứ hạng Yokozuna cao nhất vào tháng Giêng năm 1993, trở thành Yokozuna thứ 64 của sumo hiện đại. Sau đó, ông trở thành công dân Nhật Bản, lấy tên là Taro Akebono. Akebono qua đời để lại vợ, con gái và hai con trai. Đây là loại robot đầu tiên thuộc loại này, theo lời các nhà phát triển của nó cho biết. Một robot siêu nhỏ có thể di chuyển trong mạng lưới tế bào và kích thích từng tế bào theo cách có mục tiêu. Theo nhà nghiên cứu chính Bernard Oskale Elderman, giáo sư về nano và micro robotics tại Đại học Kỹ thuật Munich TUM, phát hiện này có tiềm năng tạo ra các phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh ung thư hoặc các bệnh khác. Nói với Reuters Television, bà cho biết, chúng tôi đang sử dụng những robot siêu nhỏ này để tạo ra các mô trong điều kiện tổng hợp. Mục đích là trong tương lai sẽ sửa chữa các mô hoặc cơ quan bị hư hại trong bệnh nhân. Bà nói thêm, giống như chế tạo xe trong một xưởng robot, tôi đang tưởng tượng các robot siêu nhỏ của chúng tôi thực sự chọn lọc và đặt các loại tế bào rất cụ thể vào một loại kiến trúc rất cụ thể. Nhóm đã tìm ra cách sản xuất hàng triệu robot siêu nhỏ này trong vài phút. Những con robot nhỏ bé có chiều rộng bằng một nửa sợi tóc người, được làm từ rong biển và có kích thước tương đương với tế bào của con người. Chúng cũng có độ mềm giống như tế bào. Bằng cách kết hợp vật liệu nano, robot siêu nhỏ có thể được điều khiển không dây. Ông Philip Harder, một nghiên cứu sinh tiến sĩ đang thực hiện dự án, giải thích rằng thực ra nó là tia laser điều khiển những con robot nhỏ bé. Chúng tôi có các hạt nano vàng bên trong robot, và với tia laser, chúng tôi có thể làm nóng một số khu vực nhất định của robot. Sau đó, khi chúng tôi hướng tia laser về phía robot, chúng tôi thấy rằng nó bắt đầu di chuyển, và do đó chúng tôi có thể di chuyển nó trong các cụm tế bào và di chuyển nó đến các vị trí khác, sau đó xem xét một số tế bào theo những cách khác nhau. Giáo sư Oskale Edelman nói, mặc dù công nghệ này không giúp ích ngay lập tức cho bệnh nhân ung thư, nhưng nó hỗ trợ các kỹ sư sinh học và các nghiên cứu dược phẩm đang được tiến hành. Bà cho biết thêm, theo nghĩa đó, nó là một công nghệ hỗ trợ. Chúng tôi càng tìm hiểu nhiều về những tế bào này, thì chúng tôi càng có thể thiết kế phương pháp trị liệu tốt hơn. Trung tâm công nghệ của Đại học Kỹ thuật Munich là một trong những trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới nghiên cứu về công nghệ này.
trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn. Và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy. Chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn, phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Lần đầu tiên các hãng phim lớn ở Mỹ, HBO và A24, sản xuất và quảng bá một phim truyền hình 7 tập dựa trên một tiểu thuyết do một người Mỹ gốc Việt sáng tác về một điệp viên cộng sản và chiến tranh Việt Nam, The Sympathizer, hay Cảm Tình Viên, từ góc nhìn của một người gốc Việt. The Sympathizer được độc giả thế giới biết đến là tiểu thuyết hư cấu, đoạt giải Pulitzer Prize năm 2016, một giải thưởng danh giá trong làng văn chương của Mỹ, trao tặng mỗi năm cho các nhân tài trong văn chương, kịch nghệ và âm nhạc ở Hoa Kỳ. Đây cũng là lần đầu tiên một phim truyền hình lớn của Mỹ có vai chính là người gốc Việt, Hòa Xuân Đế, trong vai đại úy của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, làm gián điệp cho Cộng sản miền Bắc. Phim có 90% là diễn viên gốc Việt và gốc Á đến từ Úc Đại Lợi, Canada, Mỹ và Việt Nam. Đặc biệt là sự tham gia của tài tử Hollywood nổi tiếng như Robert Downey Jr., người vừa được giải Oscar năm 2024 và được biết đến với vai người sắc Iron Man trong các phim của hãng phim Marvel. Hay Sandra Oh, nữ diễn viên gốc Á nhận nhiều giải Golden Globe nhất. Hoặc đạo diễn tài năng người Nam Hàn Park Chan-wook. Sự ra đời của bộ phim truyền hình nhiều tập The Sympathizer bắt đầu với ý tưởng nỗ lực và sự làm việc không ngừng nghỉ của chính tác giả Nguyễn Thanh Việt, đánh dấu một bước nhảy quan trọng của làng điện ảnh gốc Việt tại Mỹ. Ở đây chúng ta có một câu chuyện về chiến tranh và lịch sử, nhưng nó là một câu chuyện được kể từ góc nhìn của người Việt. Nó sẽ không kể hết tất cả các câu chuyện của người Việt Nam. Nó chỉ kể một phiên bản về câu chuyện của người Việt mà thôi. Nhưng nó sẽ cạnh tranh lại với những gì người Mỹ và người Pháp đã và đang nói về đất nước và chiến tranh của chúng ta trong một cái thời gian rất dài rồi. Sự thật là diễn viên chủ yếu là người Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh rộng khắp nơi trên thế giới thì đã là một điều vô cùng quan trọng. Việt Thanh Nguyễn, ông ấy thật ra đã cho mời tôi và cả đạo diễn Park nữa, nên khi họ gọi tôi để tham gia vào một dự án lớn, tôi rất biết ơn và nó thật là một vinh dự để được dự phần vào dự án này. Đây là một dự án rất đặc biệt và tôi hy vọng nhiều người sẽ thích thú với nó. Thật ra là một nhóm người tài năng được đưa đến cho tôi và đạo diễn Park. Vâng, phim được dựa trên một tiểu thuyết và chúng tôi biết là anh ấy sẽ diễn tuyệt vời với giọng điệu của nó. Cảm giác như là một điều quan trọng để được dự phần và ủng hộ. Tôi cảm thấy thật ra tuổi thơ của tôi được hình thành trong giai đoạn Việt Nam. Nên tôi thấy nó là một liều thuốc hay cho bản thân tôi. Và rồi cách nó được gian dựng trong chuyện kể làm cho tôi được học hỏi nhiều. Nên chúng tôi cảm thấy điều đó quan trọng cho câu chuyện này. Đối với các diễn viên gốc Việt lần đầu tiên tham gia vào dự án phim truyền hình lớn của Mỹ, họ không những được đồng hành với nhiều diễn viên nổi tiếng Hollywood, mà còn được học hỏi nhiều về lịch sử con người Việt Nam. Tôi hy vọng bạn sẽ nhận ra sự vĩ đại của giây phút này khi diễn viên người Việt, tiếng nói người Việt được đại diện trên phương diện rộng và nữa là có một phần của lịch sử bị giữ kín, lúc nào cũng giữ kín không cho chúng ta biết. Nên bạn hãy bắt đầu đặt câu hỏi, nghiên cứu và bạn sẽ tìm thấy nhiều về những gì đang xảy ra trên thế giới hoặc trong quá khứ. Những câu chuyện của người Việt, chúng ta đã phải chờ đợi câu chuyện thể loại này lâu rồi và tôi học được là điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn chăm chỉ và cứ làm nó. Đây là lần đầu tiên mà người Việt mình đã có thấy trên Hollywood, trên màn ảnh lớn thì nghĩ là mình học được những cái hành trình mà những người Mỹ gốc Việt
đã trải qua và những gì mà mình không có học được ở trong sách vở ở Việt Nam, thì nó làm cho em thấy như là mình hoàn thiện hơn. Riêng các diễn viên người Mỹ gốc Việt thì đây là niềm hãnh diện. Tôi thật hãnh diện khi đóng vai ông tướng, vì ông ta là hiện thân của quá nhiều mất mát, đau buồn và một cảm nhận chung về sự mất mát của một người tị nạn đến một quốc gia khác và bị lưu đày. Khán giả người Mỹ gốc Việt cũng không kém phần hãnh diện và xúc động khi xem tập đầu tiên của bộ phim The Sympathizer này. Trung tá cảnh sát mà tự sát ở dưới cái chân tượng thủy quân lục chiến thì nghe được rất là nhiều, hình thì cũng thấy được, nhưng mà đây là đầu tiên thấy cảnh trong phim và chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Có lẽ đây cũng chỉ là trong phim chỉ là một cái cảnh giả tưởng thôi, nhưng mà thấy cả đoàn xe dừng lại và chào thì khi mà nói những câu chuyện này chúng tôi cũng cảm thấy rất là xúc động đây. Tôi cảm thấy cách họ làm phim rất hay vì tôi có cảm giác rất hiện đại, nhưng cùng lúc nó cũng cho cảm giác rất lịch sử. Dù các khán giả gốc Việt này cũng có nhiều ý kiến trái chiều cùng một lúc. Tôi nghĩ nếu nói tiếng Việt tự nhiên hơn một tí thì tốt, nhưng đó là điều duy nhất tôi phê bình. Cái nhịp và các nhân vật, một vài người không cho cảm giác thật cho lắm. Tôi thật sự thấy rất là xúc động nhìn lại những cái cảnh di tản lúc ngày cuối cùng của Sài Gòn. Và tôi thấy có vẻ hơi làm cho nó bi thảm quá một chút, tuy rằng đó là sự thật. Bộ phim truyền hình này sẽ làm nhiều người khó chịu, nên nếu bạn cảm thấy khó chịu, tôi khuyên bạn hãy xem hết toàn bộ bộ phim và hỏi có ai khó chịu nữa không, và tại sao phim bộ này và tiểu thuyết này cố gắng làm khó chịu mọi người. Vì chúng ta đang đương đầu với một lịch sử phức tạp, và nó không được thiết kế để kể một phiên bản của lịch sử, nhưng là nhiều phiên bản. Nó thách thức mọi người suy nghĩ về những điều không chỉ xảy ra cho riêng họ, mà còn những gì đã xảy ra cho người khác trong cái lịch sử tồi tệ và phức tạp này. Cái lịch sử chia rẽ và hòa hợp người Việt, Việt Nam chúng ta. Tác giả Nguyễn Thanh Việt cho biết phải tốn 4 đến 5 năm để thuyết phục hai hãng phim lớn HBO và A24 đồng ý tham gia sản xuất phim. Bối cảnh ở Việt Nam phải quay tại Thái Lan vì hiện thời tiểu thuyết Cảm Tình Viên không được xuất bản tại Việt Nam. Những tuyến đường gồ ghề, bụi bặm này là nơi đường cao tốc Kathmandu-Terai dự kiến hoàn thành trong năm nay. Tuy nhiên, truyền thông địa phương cho biết dự án được cho là nối liền thủ đô với miền nam đất nước chỉ mới thực hiện được 1/4 chặng đường. Và các quan chức nói rằng nó sẽ không được hoàn thành ít nhất cho đến năm 2027. Người dân dọc tuyến đường nói rằng họ mệt mỏi vì thiếu tiến độ. Birung Tamang là một nông dân. Anh nói, nó được xây dựng càng nhanh thì người dân ở Nepal có thể phát triển càng nhanh. Ngoài ra đây là một khu đất trống, bụi từ con đường hiện tại thậm chí còn lọt vào nhà chúng tôi. Đối với bò và động vật, bụi cũng bám đầy vào thức ăn của chúng. Việc xây dựng con đường đã bị cản trở bởi cuộc chiến pháp lý giữa các công ty Ấn Độ và Trung Quốc đấu thầu dự án. Ấn Độ và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng ở đây, phần lớn bằng cách đưa ra các dự án phát triển và tài trợ cho chúng. Nepal có tầm quan trọng chiến lược đối với cả hai nước này vì dãy núi Himalaya chạy qua Nepal tạo thành rào cản giữa hai nước. Các nhà phân tích cho rằng Nepal đang đi dây để giữ thái độ trung lập. Họ chỉ cố hành động phù hợp với lợi ích của họ. Cả hai nước đều đặt lợi ích của mình lên hàng đầu trước khi phục vụ chúng tôi. Chúng tôi cần phải cân nhắc kỹ khi nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào từ họ. Chúng tôi không muốn rơi vào vũng lầy địa chính trị. Sân bay quốc tế Pokhara phục vụ một trong những điểm nóng du lịch của Nepal. Nó được xây dựng bởi các nhà thầu Trung Quốc với nguồn tài trợ của Trung Quốc và khai trương vào tháng Giêng năm 2023. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đón bất kỳ chuyến bay quốc tế theo lịch trình nào. Truyền thông địa phương cho biết, Ấn Độ đang trì hoãn việc cho phép các chuyến bay đến đó vì sân bay có kết nối với Trung Quốc. Theo tờ The Kathmandu Post, ít nhất 6 dự án cơ sở hạ tầng khác do Trung Quốc hậu thuẫn đang bị trì hoãn. Các nhà phân tích nói với VOA rằng chính phủ đang thận trọng trong việc hoàn tất các điều khoản của các dự án vì sợ trao quá nhiều quyền lực cho Trung Quốc.
các chính trị gia cho rằng Ấn Độ là đối tác tự nhiên hơn đối với Nepal. Chúng tôi nằm giữa hai quốc gia khổng lồ, cho nên chúng tôi phải mượn công nghệ và nguồn lực của cả hai. Nhưng bạn biết đó, vì vị trí địa lý, vì lịch sử, vì tôn giáo nên chúng tôi gần gũi với Ấn Độ. Phải nói như vậy. Đồng thời, mối quan hệ của chúng tôi với Ấn Độ không được gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào đến Trung Quốc. Khi Nepal tiếp tục giữ cân bằng, đoạn đường vành đai quanh thủ đô Kathmandu này gần đây đã được mở rộng nhờ một dự án chung giữa Trung Quốc và Nepal. Các chủ doanh nghiệp ven đường cho biết họ rất vui khi thấy một số sự phát triển. Bây giờ các cửa hàng giày, khách sạn, cửa hàng điện thoại di động đều đã mở ở đây. Những cửa hàng cũ đã được cải tạo, nâng cấp. Và nếu bạn nhìn xuống đường, những cửa hàng trước đây trống rỗng, nay đã đầy ắp và có người sử dụng. Khi các dự án khác tiếp tục bị trì hoãn, cuộc chiến tranh giành con tim, khối óc và con đường của Ấn Độ và Trung Quốc ở Nepal cũng vậy. Năm ngoái, Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ CBP đã mở cơ sở ở El Paso, Texas này để đẩy nhanh xử lý các di dân bị giam giữ. Khu phức hợp được mô tả là tường mềm vì không có tường cố định. Các quan chức nhập cư cho biết trung tâm có thể chứa tới 2.500 người. Anthony Scott Good, giám đốc tuần tra khu vực El Paso cho biết quy mô lớn của trại cho phép xử lý những người di cư từ các trung tâm đông đúc ở các bang lân cận. Arizona có trung tâm Tucson và cũng có trung tâm Yuma ở cuối Arizona. Yuma cũng đang giúp trung tâm Tucson với sáng kiến này. Theo phát ngôn viên Claudio Herrera của cơ quan biên phòng, vào tháng 2, trung bình có 94 người di cư đến đây mỗi ngày từ Tucson. Khi di dân đến đây, họ sẽ được xử lý và lấy dấu vân tay. Chúng tôi đánh giá và kiểm tra sức khỏe của mọi người di cư để xác định tình trạng sức khỏe của họ. Trung tâm có an ninh nghiêm ngặt 24/7. Những người di cư được chia nhóm theo giới tính và gia đình trong các phòng giam được giám sát chặt chẽ cho đến khi chính quyền xác định các bước tiếp theo cho mỗi người. Mỗi trường hợp đều khác nhau. Chúng tôi hiện đang thực hiện quy trình hồi hương hoặc trục xuất ngay lập tức hoặc nhanh chóng. Ông Good cho biết các nhân viên đang cố gắng hết sức để chăm sóc những người di cư mà họ giám sát, trong khi những người này chờ đợi quyết định về trường hợp của họ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ y tế, thực phẩm, người chăm sóc, nhân viên hợp đồng thực sự giúp ích cho chúng tôi. Chúng tôi thực sự có thể biến nơi này thành một môi trường an toàn, sạch sẽ. Cơ sở này bao gồm dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho trẻ em, quyền sử dụng điện thoại để người di cư có thể liên hệ với gia đình hoặc cố vấn pháp lý và khu vực giải trí. Tuy nhiên, Eric cảnh báo những di dân rằng hành trình đến phương Bắc của họ có thể phải trả giá đắt. Đừng để những tuyên bố từ các tổ chức tội phạm đánh lừa. Họ đòi rất nhiều tiền để đưa bạn đến đây, chỉ để thấy bạn bị đưa trở về quê hương với nhiều hậu quả. CBP cho biết họ sẽ mở các cơ sở khác như cơ sở này nếu có nhu cầu. Welcome to English in a Minute. If you crack something, you break it. But what does someone mean if they tell you to get cracking? Dan, can you help me with my proposal? You mean the one that's due tonight? Let me see what you've got. Well, I don't have much. Or, anything. Are you serious? You only have 5 hours. Well then, we'd better get cracking. We? Get cracking is a way of telling someone to do something right away. You can also say it about yourself, as in, I should get cracking on my homework. People sometimes drop the full ing sound and just say get crackin'. And that's English in a Minute.